những người mà ông Ngô Kỷ đã từng gọi là gây cấn như vậy mà cũng gọi là bắt tay lại được. Rồi ngược lại, những người mà rất là thân quen rồi cuối cùng lại bây giờ là căng thẳng. Như vậy có nghĩa là có người vì vậy nói rằng là ông Ngô Kỷ lật qua lật lại, thì ông nói sao? Cái chuyện đó thì họ nói là quyền họ, đặc biệt đây là nước tự do dân chủ, có quyền tự do ngôn luận tôn trọng. Cái đó họ nói là quyền của họ, còn họ nói đúng hay sai là chuyện khác. Tôi biết tôi là ai và tôi tại sao tôi làm vậy, tại sao tôi làm vậy. Thì ngay cả vợ chồng ở với nhau, ăn ở với nhau, cưới hỏi với nhau, rồi có năm mười mặt con rồi cuối cùng ly dị. Rồi sẽ ly dị xong rồi có gì cứ cưới lại, lấy lại, thì cái chuyện bình thường trong cuộc sống này. Anh coi đó, rồi nhiều khi ngay cả trong Đảng Cộng Hòa anh thấy không, mấy người kia bỏ phiếu đuổi cái ông chủ tịch quốc hội không bầu, cuối cùng bầu rồi cũng làm việc chung với nhau, thì có những bắt đầu ý kiến. Thì đây là đất nước dân chủ, thì tôi nghĩ rằng nó khác cộng sản, là bắt đầu ý kiến là mình nói là dù mỗi người có cách diễn tả một cách ngôn ngữ khác nhau, tuy nhiên nhất là tôi chống cái chuyện mà dùng bạo lực. Không nên dùng bạo lực, có đề lời nói này nọ thì cái chuyện nó bình thường đối với tôi. Ngay cả ngày xưa tôi đã từng treo cổ ông Tạ Đức Trí rồi, hồi đầu bạn nhau, quen nhau, em út của tôi. Rồi sau đó ông đi ngược là chính sách chính đấu tranh của tôi treo cổ ông. Treo cổ trong một kép, nghĩa là tôi làm hành nội, ngay mùng 1 Tết này tôi chống một thời gian. Ngay cả dịp bên trường tôi chống ông, cho ông rớt cái nghị viên năm 2012 tại Winter. Rồi sau đó thì cuối cùng rồi tôi ủng hộ là ông. Rồi bây giờ tôi đã chống ổng. Bây giờ ổng làm việc, ổng mướn một thằng Việt dân Bùi Mạnh Cường làm phụ tá cho ổng, một lương một tháng, một năm 140 ngàn. Mà trong khi thằng đó là thằng Việt dân đi về Việt Nam 25 lần, tiếp xúc với Cộng sản, làm mưa anh ma mối cho ổng, làm hối lộ ăn tiền của Cộng sản, do đó tôi đang chống. Cũng giống như có tập đoàn mà Trần Thao Vang, Tạ Đức Trí, Nguyễn Minh Chí, Nam Quân, Nguyễn Quốc Lăng bây giờ thuê bướng cho con Nhật Linh là phát quân nhân của Cộng sản, làm cho Cộng sản đài phát thanh Khánh Hòa, đài phát truyền hình Khánh Hòa, rồi vào Sài Gòn theo lệnh của Võ Nguyên Kiệt đi treo bảng Cộng sản ở thành phố Hồ Chí Minh vân vân, thì tôi chống, tại vì mấy ông liên hệ với Cộng sản. Thì còn bây giờ Pháp Bùi ha, hôm nay thì chúng tôi giải quyết xong và chúng tôi có những sự tìm hiểu này nọ, thì mà chúng tôi thấy ok thì chúng tôi bỏ qua dừng cũ. Ngày xưa mình có nè, đánh người chạy đi, đánh người trở lại, thì ngày xưa Việt Nam mình có chính sách chiêu hồi. Tôi không nói mấy người nào là cộng sản, tuy nhiên lúc nào tôi cũng hân hoan để mở vòng tay đón mọi người và họ cũng vậy. Thì do đó tôi nghĩ là các anh và anh em khích lệ và anh em quan hô tôi đúng hơn. Nếu các anh không muốn là có đổ máu hoặc tranh chấp thù hận thì tôi nghĩ những cái hành động tôi đáng cổ võ đó là như vậy. Thì có nghĩa là những cái người mà có thể đang vui vẻ hiện nay sau này cũng căng thẳng, mà những người đang căng thẳng hiện nay cũng có thể vui vẻ trở lại đúng, trong đúng, tương lai đúng, cũng là bình thường thôi. Đúng bình thường. Đối với tôi thì vấn đề khi mà giải quyết hồi nãy tôi đã nói rồi đó, vợ chồng ăn ngủ bắt con chờ nằm ngủ vui vẻ sướng thế mà, rồi cuối cùng ly dị ra tòa chửi bới rồi còn nào, rồi sau đó rồi thời gian nhớ nhau lại là lấy nhau là ngủ nhau lại đó. Cái thực tế nhất thì bây giờ cái chuyện tôi cũng vậy, cái chuyện tôi làm gì sai với một quần đảo. Bây giờ anh cho tôi sai chỗ nào? Tôi hoàn toàn tôi không ăn hẳn. Ngày xưa tôi chửi ông này, tôi chửi Pháp Bùi, tôi bỏ không ăn hẳn. Tại tôi dựa theo những sự kiện tôi có, tôi chửi. Còn bây giờ ví dụ Pháp Bùi ông vợ thích ngày nào ok thì tôi thấy ok. Mà chính ông ăn hẳn, chính ông là người ăn hẳn. Ông nói ước gì 15 năm trước tôi gặp ông Ngô Kỷ, tôi trình bày như thế này thì đâu có chuyện xảy ra. Thì chính ông là người mà cảm thấy ông có lỗi. Còn tôi hoàn toàn không có lỗi. Tôi dựa vào những yếu tố, ổng đi ngồi với thằng đại sứ cộng sản như vậy, tôi có quyền lên án. Ổng là chủ tịch cộng đồng, anh ngồi cộng sản có thể nào tôi chửi anh không, nhưng ổng chủ tịch cộng đồng ngồi với thằng đại sứ cộng sản để nó dùng hình ảnh của ông đại sứ cộng sản nó đưa lên báo website tuyên truyền là cộng đồng Việt Nam bây giờ hòa hợp hòa giải, cộng sản này mang tiếng cộng đồng, chúng tôi phải chửi. Và chúng tôi cũng giống như anh đi qua vườn nho, anh đội cái mũ, giơ tay đợi mũ, anh tới trồng khoa thằng ngô, anh cúi xuống anh cọc đồ dài thì người xa họ thấy họ có quyền nghi ngờ anh. Quan trọng là anh giải thích như thế nào, đó là chuyện của anh. Cũng như bây giờ tôi vẫn còn chống Trúc Hồ, Dương Trúc Hồ là lãnh tụ ở đây, chống càm mà có lính rồi làm xô nhạc Việt Nam Cộng Hòa này, lính nó lung tung, nhưng tôi vẫn chống. Tại vì ông tuyên bố là giả thể cộng sản là xa, tôi cho điều đó là xa, dù rằng hợp đồng cho ổng là
người điều lính này nọ, nhưng tôi chống. Đến khi nào ông giải thích thật xin lỗi đồng bào, cũng như Nam Quang bây giờ tôi chống. Nhưng nếu Nam Quang xin lỗi đồng bào, nói rằng lời tuyên bố vinh danh cờ đảo Sao Vàng, công nhận cờ đảo Sao Vàng, công nhận cộng sản Việt Nam là chính nghĩa, và từ vàng là di sản, là quá khứ, là không còn chấp nhận nữa này nọ, là tuyên bố rất là ngu xuẩn và phản động, chống lại cộng đồng. Mà Nam Quang được cái chức đó là do từ vàng, do cộng đồng đã cho tiền cho phiếu để mà làm chức đó. Nga cả Nguyễn Minh Chí cũng vậy, cho đó tôi chống. Nhưng nếu mà Nguyễn Minh Chí và Nam Quang xin lỗi đồng hương và hội đồng thành phố rút là cái lời tuyên bố ngu xuẩn đó, thì tôi nghĩ rằng tôi cũng có lý do chống. Ông với ông Lâm Quang Thịnh đã từng đụng độ với nhau, và bây giờ là tại cái quán cà phê hôm nay thì hai người có thể bắt tay lại được không? Hồi nãy thì những cái thước phim đó đã không được sử dụng nữa rồi, thưa ông. Okay. Rồi bắt lại. Và anh Lâm Nguyên, nhưng mà anh Lâm Nguyên về chia sẻ. Mời ông Lâm Nguyên có nói vài câu. Chia sẻ có bắt cây lịch sử. Năm mới cầu chúc cho anh được nhiều sức khỏe, và cũng rất là cũng ngưỡng mộ anh trong những ngày vừa qua. Anh đã lật đẩy những cái bọn Việt gian như Nam Quang và Nguyễn Minh Chí ở tại thành phố của chúng ta và cái khu là Lý Đô Sài Gòn của chúng ta. Thưa ông Ngô Kỷ, là ông đã từng cũng có những cái sự căng thẳng đối với ông Bùi Phát, rồi bây giờ ông Lâm Nguyên thì hai cũng đã bắt tay lại rồi. Thì chúng tôi có thể chờ đợi một ngày nào đó ông sẽ bắt tay ông Phan Kỳ Nhân, ông Bùi Đẹp, ông Võ, ông Lê Văn Sáu, hay là ngay cả Tạ Phương Tần không, thưa ông? Tôi ngay bây giờ thì bắt tay thì chưa bắt tay, tuy nhiên những cái suy nghĩ hay những cái gì mà nghĩ như ngày xưa đó thì tôi thấy tôi cũng quay rồi, không còn. Nếu mà còn bắt tay thì tôi còn không biết như thế nào, cái chuyện nó có đấu tôi cũng không quan trọng lắm. Thì còn đó, anh thấy như kiểu ngột kiểu đáng gì đó, khen đi đặng gì đó, chửi tôi luôn cô cao. Anh thấy có khi nào đồ tôi cũng ngồi trên phố Bô Sa cách đây khoảng nửa năm, ngồi nói chuyện cũng vui vẻ, rồi cổ kêu tôi một chú này nọ cũng liên lạc thường xuyên. Thì quý vị biết tính tôi rồi hả? Thì tôi có đẹp, tôi không bao giờ ân hận gì tôi làm, quan trọng là mặt hẳn, và tôi chẳng thấy được sợ nào.